À, chào mừng cô chú anh chị và các bạn nhé. Em lại tiếp tục với cái lô giảo đẹp này cả nhà này. Giảo này, chúng ta nhìn này. Chì tàn nhé. Chì tàn là thôi hất chê luôn nha cả nhà. Đó, chì tàn rất đều nha. Đây này, củ nó nằm trong đây này cả nhà này. Đây là cái nhà này. Cái hoành của cây này thì khoảng độ 13 nha cả nhà nha. Khoảng 13. Rất là ok. Để cô chú anh chị các bạn xem. Cái tán ngang của nó thì khoảng độ 1, 2, 3, 4, khoảng 80 rồi đây. Chiều cao của cây này thì nó dao động khoảng độ 1m1 tới 1m2. Đây là cây số 1 nha cả nhà. Em đang quay theo cái chiều là hướng ngược chiều với ngược chiều với ông mặt trời được cả nhà. Cho nên là nó hơi ánh một chút. Trong lúc mà em đang lấy cây cho khách này, cây số 2 cả nhà này. Đây, chì tàn này cả nhà này. Đó, chì tàn này. Đẹp cưng nha. Rất lâu rồi mới có được cái gì thôi cả nhà nha, chứ không phải nhanh tay thì cả nhà sở hữu được những cây mai mà chì tàn đẹp. Đó, cả nhà xem được. Này. Có nghĩa là cái dàn này là dàn mai tuyến nha cả nhà nha, tuyến của nhà vườn đó. Chứ không phải ấy đâu nha, không phải ấy nha cả nhà, dàn mai tuyến đó. Tuyến đó. Cái đây cao khoảng độ 1m4 nha. Cao khoảng 1m4 nha, tính từ mặt chậu rồi. Còn nó khoảng 13 đi. Cho nó chắc ăn. Nha, em nói lúc nào cũng mang tính chất là trừ hao nha, chứ em không có nói hơn rồi bắt đầu lúc về cô chú đo nó hụt tiền cái là khổ. Lúc mình nói qua nói lại nó không có tốt nữa cả nhà. Đây cả nhà, đây là cái cây này, cây tàn dù này, có nghĩa là giống như là cái dù vậy. Đấy, ai thích cái tàn dù này thì cứ cái nha. Thích cái tàn dù này này. Đây. Đây này, cái tàn đây, này dăm này. Đều ở đây này cả nhà này. Dăm rất đều nha. Dăm rất đều nha cả nhà. Cái tàn dù này. Đó. Đây, cây này nó có đây, dưới đây là quái này, cây đây này hoành nó có 14 nha cả nhà. Có 14. Bây giờ em có kinh nghiệm là em nói hoành nó rất là chính xác cả nhà. Em nhìn vào em biết là cái hoành nó khoảng bao nhiêu rồi. Này. Dằm rất là ok này. Đó, đây này. Nhà xem này. Đây, đây còn một cây cúc rồi cả nhà này. Còn đây một cây cúc nha. Đây, cây cúc đây thì cao nó khoảng độ 1m3, 1m4. Thôi cho 1m3 đi. Huyết long. Các nhà xem là huyết long này. Đang cái giai đoạn phát triển rất là mạnh. Thì cái khu vực bên này là hơi ấy chì chút thì về mình có thể kéo lên. Kéo chì xuống chút này. Đây này. Cúc đây. Đây, cái này xem này. Đó. Đây nha, cây cúc này. Đó. Đây nha cả nhà. Đó. Đó, cây cúc. Còn cây cúc đây nha cả nhà. Còn đây cây mai giảm này cả nhà. Chì tàn này. Nha, thì cây nào đẹp thì em nói đẹp nha cả nhà. Đó. Cái đây hoành nó có 14, hoành 14. Nó có nghĩa là nó bắt đầu chi từ dưới luôn nha. Bắt đầu từ dưới lên luôn. Từ dưới luôn, từ đất lên luôn này cả nhà này. Đều ở đó nha cả nhà. Đó. Em này, xa xa cho cả nhà này, coi chút này. Đều có ở đây chứ. Rất là ok cho cả nhà tham khảo nha. Chúng ta cứ tham khảo đi. Nếu mà được thì chúng ta giao lưu, mà không được thì thôi nha cả nhà. Bởi vì mai bây giờ giá nó đang rất là hợp lý cho cô chú anh chị các bạn xuống tiền để chúng ta mua cây về chúng ta trước tiên là chăm sóc, rồi Tết chúng ta chơi khỏi mua. Chứ nếu mà vô Tết cây đây cũng huyết long rồi cả nhà này, vô Tết để chăm thứ trăm tiền rồi chúng ta lại mua một cây mai cả triệu nữa thì đối với những gia đình có điều kiện rất là bình thường. Nhưng mà đối với gia đình mà chúng ta còn khó khăn một chút về mặt tài chính thì đó là một điều mà chúng ta cần phải cân nhắc cả nhà. Đó. Đó, thì em đó còn những cái sản phẩm em sẽ còn quay trở lại với cái lô mai này trong những cái số tiếp theo các nhà.
cái số tiếp theo để giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn. Đó. Còn rất là nhiều các cây mai đẹp đây, muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn đó. Em sẽ còn quay cái cây mà trước màn hình của cô chú đây là cây mai cúc nha. Thì mai cúc, còn cái mai cúc này, cái đây là mai giáo này, giáo lùm cũng đẹp này cả nhà này. Đó nha. Đó. Cố gắng để em cái cây là super giáo nhưng mà super huyết long nữa nha. Nó đứng độc lập một mình này. Cây đây nha, bây giờ thì lá nó đã bắt đầu cứng lá rồi. Cứng lá thì nó dày này, nó đục dày nhưng mà lúc nó đỏ. Đỏ chét luôn nha cả nhà. Đó thì em có sao thì em giới thiệu vậy nha. Bởi vì về cái chính sách bán hàng của nhà vườn thì cũng vậy thôi, giới thiệu rất là đúng sản phẩm nơi chúng ta nhà vườn bán. Bởi nhà vườn là sống bằng nghề trồng mai mà. Bán phải đúng chất lượng để càng ngày càng mang lại uy tín cho nhà vườn, em cũng vậy. Nha cả nhà nha. Số điện thoại của em là 0836013528 nha, em là Hoàng Anh Tuấn nha cả nhà. 0836013528. Cả nhà cứ liên hệ với em nha, hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em để chúng ta sở hữu các cái sản phẩm mai mà em giới thiệu trên cái kênh Lang Thang Sông Cầu của em nha. Kính chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc.